Hello mấy chị ha, đẹp đi mấy chị ơi. Hôm nay thì cũng gần 2 tuần, hơn 2 tuần rồi đẹp không có quay cái video mới nha. Hôm nay em quay cái video mới cho mấy chị xem nha. Thì tại vì em bị gián đoạn là do em cũng sửa soạn nhà cửa lại cho nó đỡ hơn một chút mấy chị. Hồi thời gian trước mấy chị thấy không, toàn là em treo da mũ không á mấy chị. Cho nên nó là hôm nay thì nó cũng tươm tất hơn một tí xíu rồi ha. Thì em cũng cũng chưa có hoàn thành, chứ mà thời gian gần đây á em bận làm cho nên nó là đồ của em ra nó cũng không có được nhiều. Thì mấy chị thông cảm em điều này, thì mấy chị cũng đã cũng chờ em ha. Em cảm ơn mấy chị rất là nhiều. Thì chị nào chưa đăng ký kênh cho em xin cái đăng ký kênh ha, bấm cho em cái nút thích ngón tay quay lên nha, hoặc là bấm cho em cái đăng ký kênh để mà cái mẫu mới khi em quay lên á mấy chị sẽ nhìn thấy em sớm hơn ha. Rồi mấy chị sẽ thấy cái mẫu đồ nào của chị ưng, chị ơi chị thích thì mấy chị sẽ gọi cho em sớm để mà còn đồ ha mấy chị. Thì cũng sắp tới Tết rồi cho nên là mình cũng cũng xem để mình chọn, để mình mẫu nào ưng để mình mua từ từ để Tết để có đồ bận như mấy chị, chứ để thôi nhầm khi tới cận quá rồi cái những cái mẫu đó mình không thích đó mấy chị. Thì chị nào chưa đăng ký kênh cho em xin cái đăng ký kênh nè, chị nào chưa bấm bấm thích thì bấm cho em thấy ngón tay quay lên nó bấm like cho em nha, để mà mấy chị không có đăng ký cái nó không có nổi video mới, rồi mấy chị cứ coi video cũ cứ gọi cho em video cũ hoài à, không biết sao hết trơn á. Thành ra bây giờ nếu mà chị nào không đăng ký được thì chị bấm cho em nút thích ngón tay quay lên là được rồi. Thì còn nữa là cái số điện thoại của em trên màn hình cũng là cái số Zalo của em ha, thì mấy chị cứ nhập vào Zalo rồi mấy chị nhắn cho em, mấy chị gọi cho em liền một tin, không có đợi em đồng ý kết bạn gì hết nha mấy chị. Mấy chị cứ nhắn cho em mà Điệp ơi chị muốn mua đồ gì đó và bao nhiêu ký đó thì em sẽ còn mẫu nào em sẽ gửi cho mấy chị liền ha. Còn đồ bà ba cũng vậy, đồ bà ba thì em bán quanh năm ha, lúc nào em cũng có đồ bà ba hết. Cho nên đó là chị nào ưng bà ba thì gọi cho em, mà bà ba của em là bà ba chui đầu nha mấy chị, chứ không phải là bà ba mà gậy nút nha. Em có trơn thiêu và đính đá. Rồi bây giờ hôm nay thì cái clip này á, là em cũng quay lại để em bán khai trương mở hàng lại của khi mà em làm xong ha. Nó tươm tất hơn thì em cũng khuyến mãi cho mấy chị, tại vì cũng cảm ơn mấy chị á, thời gian qua cũng ủng hộ em mà em cũng chưa có tặng quà được gì cho mấy chị. Mà hôm nay mấy chị biết không, mà không ở không rồi cái không có ra đồ kịp cho nên nó là đồ cũng hơi ít, mấy chị cũng tranh thủ gửi cho em sớm một tí nha, chứ để thôi trễ hết đồ á rồi cái mình không có được cái đơn hàng đi thì sẽ không có nhận được cái quà khuyến mãi từ em hôm nay đó. Thì hôm nay em khuyến mãi cho mấy chị á, nếu chị nào mua đơn như bình thường thì em bán cũng như bình thường vậy, là thường là ba bộ đồ AT của em là ba bộ là 80.000 một bộ, ba bộ là em bao ship. Thì hôm nay cũng là ba bộ em vừa bao ship vừa tặng cho mấy chị một cái áo khoác, nhưng mà ba bộ em sẽ tặng cho mấy chị một cái áo khoác bông, cái áo khoác bông cổ trụ 35.000 á mấy chị. Để em để chút em lấy cái áo em bận cho mấy chị xem nha. Áo khoác bông cổ trụ là 35.000, em sẽ tặng cho mấy chị một cái áo khoác, thì mấy chị được quyền lựa, được có ai có Zalo thì chọn bông, còn không có thì nói rồi Điệp ơi lấy cho chị số, lấy cho chị màu sáng màu tối, bông lớn bông nhỏ gì đó ha. Thì em tặng cho mấy chị một cái áo khoác bông, ba bộ đồ là áo khoác đó chị, trị giá 35.000, tại vì em bán vẫn như bình thường 80.000 một bộ, mà ba bộ khuyến mãi một cái áo khoác thì coi như là đơn này em chỉ đi bán cho vui đó mấy chị, chứ không có còn cái phí. Tại vì mình cũng mừng mình được tương tác sạch sẽ hơn một tí. Thì em khuyến mãi chị ba bộ thì em tặng chị một cái áo khoác, còn nếu chị nào lấy bốn bộ em sẽ tặng cho chị một cái áo khoác màu xốp nhật, trị giá là 45.000 ha. Còn chị nào mà ba bộ thì em khuyến mãi cái áo khoác bông cũng là 45.000. Còn tầm khoảng là em bán là hết mấy cái mẫu đồ này tầm chắc tầm khoảng là 3 ngày mấy chị, em khuyến mãi trong 3 ngày thôi ha. Chứ còn nếu mà dài nữa thì em không có đồ với em không có quà đủ á mấy chị. Tại vì một ngày khuyến mãi 50-70 đơn, 100 đơn thì trong khi 3 ngày là mấy trăm đơn rồi. Cho nên là em cũng không có quà đủ để mà em tặng mấy chị, cho nên mấy chị tranh thủ giùm em. Còn trong 3 ngày này chị nào mua áo bà ba ha, mua áo bà ba hoặc mua bộ em vẫn khuyến mãi như thế đó. Nếu chị nào mua ba cái áo bà ba như đơn đi bình thường thì em vẫn tặng cho mấy chị một cái áo khoác bông 35.000. Còn chị nào mua hai bộ
mua hai bộ là 300 ngàn, mua hai bộ bà ba đính đá 300 ngàn nha. Còn nếu hai bộ trơn thì 260 thì em tặng cho cháu phát bông. Còn nếu chị nào mua hai bộ đính đá 300 ngàn, em sẽ tặng cho mấy chị một cái áo khoác xốp Nhật trị giá 45 ngàn ha. Để cái này thì tầm trong 3 ngày thôi, nhưng mấy chị với nhiều quá em không đủ quà đâu. Một ngày rất là nhiều đơn rồi, trong 2-3 ngày em không đủ quà. Cho nên là mấy chị tranh thủ gọi sớm giùm em nha, để em lấy áo khoác cho chị. Để em lấy áo khoác cho mấy chị xem nha. Áo khoác bông thì mấy chị cũng biết rồi đó. Áo khoác bông thì 35 ngàn cổ trụ thì mấy chị cũng biết rồi đó. Cái này là áo khoác này là áo khoác xốp Nhật nha mấy chị. Em cũng tặng vậy luôn. Em cũng tặng luôn thì xốp Nhật cái này là 45 ngàn. Chị nào lấy 4 bộ ha. 4 bộ thì 8 × 4 = 32 là đơn hơn 300 ngàn. Thì em vừa bao ship và vừa tặng cho mấy chị cái áo khoác như thế này luôn nha. Thì mấy chị được lựa xay ha, được lựa xay, được lựa màu ha. Đây cái này là xốp Nhật bên em là em bán 45, người ta bán 6 mấy ngàn mấy chị. Còn em thì em bán cái giá là nó chung thôi. Thì cái đơn của em thì nó cũng là vừa với cái túi tiền và vừa đồ mấy chị ha. Chứ thường thì người ta khuyến mãi, người ta phải 400-500 ngàn người ta mới khuyến mãi. Còn em thì em bán bình thường để cho mấy chị dễ mua ha. Thì cái này là cái áo này là xốp Nhật bông, xốp Nhật màu. Thì cái này là em cũng có nhiều màu nha. Chị nào ưng màu nào thì nữa gọi cho em sẽ gửi tặng cho mấy chị vừa màu vừa size luôn. Là 45 ngàn một áo, chị nào mua riêng thì 45 ngàn một áo, 4 áo em mới bao ship được nha. Còn cái này là em tặng cho mấy chị 4 bộ đồ, em tặng một cái áo khoác này. Còn nếu 3 bộ thì em vừa bao ship vừa tặng cho cái áo khoác bông. Rồi nó cũng y vậy, áo khoác bông nó cũng y vậy, nhưng mà nó là bông thôi thì nó rẻ hơn 10 ngàn. Rồi ha, này. Đây thì cái này thì em có dài, có em có lửng, có dây mấy chị. Này là 45 ngàn một áo. Rồi, cái này thì có túi hai bên hết đấy mấy chị. Đầu này là có túi hai bên hết. Rồi, rồi bây giờ cái em nói tiếp cái này là đồ đợt này là AT nha mấy chị. Cái này là đợt này là AT cổ vuông, ống túm nha mấy chị, nhìn rõ giùm em nha. Rồi, đây, AT cổ vuông. AT cổ vuông ống túm ha, tay dúng đứng rất là dễ thương ha. Cái này là cái nơ rời, nếu chị nào không thích nơ thì nó rồi đi bơi tháo nơ ra cho chị đi bơi, thì chị em sẽ tháo nơ này ra cho chị ha. Thì còn một cái tay dúng bình thường ha, một cái tay dúng đứng, tay dúng phùng bình thường. Ê, cổ vuông rất là dễ thương luôn. Đợt này là hoa nhí ha nha mấy chị, hoa nhí 80 ngàn một bộ ha. 3 bộ là 240 ngàn, em tặng một cái áo khoác bông. Đây cái này ống túm nha mấy chị nhìn giùm em nha. Đây là ống túm nha. Em nói rõ chị nào á xem thì nhờ thì gọi cho em thì nói giùm em. Điệp ơi, đồ đó là đồ kiểu gì? Cổ vuông, ống túm, hoa nhí, bên tay có nơ ha, 80 ngàn một bộ. Đợt mà em nó có khuyến mãi thì em sẽ lấy đúng đồ cho mấy chị nha mấy chị. Cái này thì em có 5 màu nha. Đây. Đây có 5 màu. 5 màu, 5 hoa văn. Cái này gọi giùm em á, cái này gọi giùm em á là xanh này là xanh lá nha mấy chị. Thấy chị gọi giùm em cổ vuông hoa nhí xanh lá. Rồi cái này là cổ vuông hoa nhí màu đỏ đô. Này đỏ đô xanh lá. Rồi cái này là cổ vuông hoa nhí màu cam nha mấy chị. Cổ vuông hoa nhí cam. Cái này thì là nó có cái trụ giữa, cổ vuông hoa nhí có trụ giữa mấy chị, nói vậy giùm em nha. Có cái trụ giữa này nè mấy chị, trụ giữa này nè, có đơm ba cái hai cái nút này nè, có trụ giữa nè. Cổ vuông hoa nhí cam. Rồi cái này là cổ vuông hoa nhí nâu, còn của em là vàng nha mấy chị, em mặc trong người là vàng nha. Cái này là cổ vuông hoa nhí cam. Rồi cái này là hoa nhí nâu, rồi của em mặc trong người là hoa nhí vàng ha. 80 ngàn một bộ. 80 ngàn một bộ, 3 bộ em bao ship và em tặng một cái áo khoác cho cái line như này, và tầm trong 3 ngày nha mấy chị. Đây, màu đỏ nè, màu đỏ nè, màu xanh lá nè, màu cam nè, màu nâu nè, màu vàng nè, 5 màu ha, 5 màu. Rồi, chị nào mà ưng cái mẫu này thì gọi cho em sớm nha, để được nhận quà khuyến mãi từ em, đợt này từ em nha. Rồi, cổ vuông hoa nhí 80 ngàn, cái này là 6 màu mấy chị, còn thêm màu nữa mà em quên mấy chị. Đây, cái này là hoa nhí hồng nha mấy chị, gọi em hoa nhí hồng sen, cổ vuông hoa nhí hồng sen. Cái này có cái trụ giữa và em đang mai xong thì nó cũng y vậy mà em dừng cường như kim tiến ngang mấy chị.
Nếu mà đợt này em thiếu thì em sẽ bù qua cái đó nha, y gan vậy luôn. Nhưng mà cái này là viền một cái sợi dây kim tuyến vòng theo cổ này nè, còn cái này thì có cái trụ giữa thôi, cái tay cũng y gan như nhau hết luôn. Rồi đợt này là em bán hoa nhí cho mấy chị, tại vì đang hút hoa nhí, mấy chị đang thịnh hành hoa nhí. Mấy chị biết cái đồ bên em thì mấy chị cũng đã có mua rồi, biết khác chất liệu thì khỏi phải chê rồi, chỉ còn lại là mình chỉ là chọn màu và chọn cái kiểu đồ thôi, chứ còn chắc vải bên em là ok, mấy chị mặc một năm không thấy nhúng nhíp gì luôn mấy chị. Rồi giờ tiếp theo em quay em giới thiệu cái mẫu ở trên nha. Rồi cái mẫu tiếp theo là mẫu vest đen nha mấy chị. Chị nào thích cái mẫu vest đen thì gọi cho em ha, tại vì mẫu này nói chung hôm nay á, em ra hôm nay mà em đăng Zalo em bán cũng muốn hết rồi mấy chị, còn rất là ít, cho nên nó là chị nào ở cái mẫu này thì gọi cho em sớm một chút, tại vì em vừa làm rồi em đăng ở trên Zalo đó, cho nên là một số chị thì đã chốt sớm rồi, rồi xuống khách sĩ lấy nữa, thành ra cái mẫu này của em còn rất là ít nha. À nãy em quên nói nữa, cái mẫu hoa nhí hồi nãy á mấy chị, là cái này á là em số 234 nha mấy chị, 234 từ 40-45 cho tới 65kg đổ lại nha, 234 nha. Rồi cái này cũng vậy luôn, mấy chị gọi cho em cái này là đỏ ghép đen, cái này là chữ F nha mấy chị, cái này là hai cái chữ F nè, mấy chị nhìn thấy cái này là hai chữ F chữ B gì đó, nó nhập lại nhau thôi, chị gọi mấy chị gọi cho em chữ B đi, chứ nó là chữ thôi gọi chữ B đi ha, cái mẫu chữ B ha, chữ B phở nha, mấy chị gọi cho em chữ B phở nha, để làm phân biệt cái đồ của cái mẫu trước nha. Cái mẫu B phở thì mấy chị gọi cho em mẫu chữ B phở ghép đen ha. Cái này thì em cũng có là 234 nha, từ 45 cho tới là 65, 64, 65 trở lại nha, 65 là mấy chị cao cao bận ôm mới được nha mấy chị. Cũng là 80.000 một bộ, cũng 3 bộ em bao ship và 3 bộ em cũng khuyến mãi cho mấy chị một kéo phát bông nha. Còn nếu chị nào 4 bộ thì em khuyến mãi cho mấy chị một kéo phát màu shop Nhật nha mấy chị. Rồi đây, rất là cưng nha mấy chị, AT đợt này rất là cưng luôn, cái mẫu chữ B phở này rất là đẹp luôn. Cái này thì em có trên đây là thì đầu tiên á là em bận á là cái này là đỏ đô nha, tất cả này là AT nha, AT ghép đen ống túm nha mấy chị, AT ghép đen ống túm 234 80.000 một bộ màu đỏ đô. Rồi màu này á thì gọi nó là màu dâu đi mấy chị, màu hồng dâu đi. Rồi chữ B màu hồng dâu, rồi chữ B này là chữ B màu nâu, rồi cái này là chữ B màu nâu nha, rồi chữ B ghép đen màu nâu đó ba. Là chữ B ghép đen màu xanh. Màu xanh ha, có một màu xanh một rồi mấy chị gọi mẹ em chữ B ghép đen màu xanh đi. Rồi, cái này là còn lại cái này là màu bơ nha mấy chị. Màu bơ. Cái này gọi mẹ em là chữ B ghép đen màu bơ ha. Cái mẫu này thì em bán rất là nhiều rồi, rất là nhiều, em may rất là nhiều lần rồi, mỗi một lần may qua nhân khác nhau, nhưng mà dường như á là lần nào cái kiểu này cũng là dễ thương hết mấy chị. Kiểu này rất là dễ thương, rất là cưng luôn, rất là bắt mắt luôn, cho nên là nhìn có duyên lắm. Rồi chữ B ghép đen màu bơ, tất cả cái này là em có 5 màu hay mấy chị, 80.000 một bộ, 3 bộ em bao ship và em tặng một cái áo khoác. Em tặng cái áo khoác đợt này là cũng như em tặng để em cảm ơn mấy chị đã thời gian qua đã ủng hộ cho em á mấy chị, cho nên đó là em cũng bán như bình thường và em còn tặng thêm cái áo khoác nữa. Rồi còn nếu mà chị nào lấy 4 bộ thì em tặng cho cái áo khoác shop Nhật, còn 3 bộ là tặng cái áo khoác bông nha. Rồi còn cái mẫu tiếp theo em vẫn khuyến mãi mẫu tiếp theo nữa nha, để em quay mẫu tiếp cho mấy chị xem nha. 80.000 một bộ nha mấy chị, 3 bộ là em bao ship số 234 nha. Rồi em qua mẫu nha. Rồi cái mẫu tiếp theo này á, là mẫu này là được mấy chị mong chờ rất là nhiều luôn á mấy chị. Chị nào cũng hỏi và mong chờ rất là nhiều luôn. Cái này á là xốp vuông ống 20 nha. Xốp vuông ống rộng 20 nha mấy chị. Đây xốp vuông ống 20 ống đứng nha mấy chị. Cho nên đó là cái mẫu này thì mấy chị từ hôm đó nay hỏi em rất là nhiều, hỏi em rất là nhiều rồi, Điệp ơi mà đồ xốp đồ màu mà không có ống rộng, em ra ống rộng đi Điệp. Thì bây giờ hôm nay là em mới may được có ba màu rồi nha mấy chị, ba màu cổ thì cổ vuông ha, cổ vuông tay dúng nha, tay dúng đứng, cho nên là kiểu nhìn nó dễ thương lắm luôn. Cái kiểu này thì em cũng bán mấy lần rồi mà chị nào cũng đòi cái kiểu này hết trơn á, cho nên là em cố gắng may lại kiểu này. Cái này gọi cho em là màu xanh bích nha, mấy chị gọi cho em á là xốp vuông màu xanh bích ha, cổ vuông tay dúng màu xanh bích, xốp vuông mò ống rộng nha mấy chị, ống 20 22
Là em bán cái này á là 110.000 một bộ, hai bộ là 220.000 em bao ship. Và chị nào lấy hai bộ em tặng thêm một cái áo khoác để em cảm ơn mấy chị luôn. Áo khoác bông 35.000 nha, chứ không phải là áo khoác sức nhật. Còn nếu chị nào lấy 3 bộ thì em sẽ tặng một cái áo khoác sức nhật chị giá 45.000, áo khoác màu em nói rõ nha. À, nên là nữa mấy chị để thôi mấy chị quan dần tới lùi lùi. 3 bộ thì em tặng cho một cái áo khoác sức nhật là dành cho đồ màu nha, 3 bộ là 330.000. Còn 2 bộ là 220.000 em tặng một cái áo khoác bông. Chị nào không lấy áo khoác bông em tặng cho mấy chị một bộ đồ đùi. Nha. Đồ nào cũng vậy, mấy chị không lấy áo khoác em tặng cho mấy chị một bộ đồ đùi. Đồ đùi chị giá 40.000 á mấy chị. Rồi cái này á là màu xanh bích nha. Màu xanh bích xốp vuông ống 20. Đây. Ống 20. Em có ba màu nha mấy chị. Đây, màu xanh bích, màu xanh đậu. Màu xanh đậu, màu cam đất. Rồi. Ba màu 110.000 một bộ, ba bộ em bao ship. À nhưng mà riêng cái đồ này á mấy chị, em có thứ số 5 luôn á mấy chị. 2, 3, 4, 5 luôn. Số 5 á là 70kg, có người 72kg bạn cũng vừa ha. Cho nên là cái ống quần này cũng thoải mái. Rồi chị nào ở cái mẫu này thì gọi cho em sớm nha. Cưng không mấy chị, rất là đẹp luôn. Rất là đẹp luôn. Màu đợt này cũng màu nào cũng dễ nhìn hết luôn á mấy chị. Đây, màu xanh bích nè. Rồi màu xanh đậu nè. Đây, màu xanh đậu nè. Rồi màu cam đất nè. Rồi ba màu ha, 110.000 một bộ, ba bộ em bao ship nha mấy chị. Kiểu này nhìn rất là cưng luôn ha mấy chị, kiểu này mặc hoài được hoài luôn á. Em bán cũng nhiều rồi mà nhiều chị hỏi em kiểu này lắm luôn á. Cho nên nó là đợt này em sẽ quay lại kiểu này. Rồi sau là để em còn một cái mẫu nữa thì em sẽ quay tiếp cho mấy chị nha. Mẫu này là mẫu cánh tiên ha. Cái mẫu cánh tiên thì em cũng vẫn bán 80.000 một bộ. Chị nào không có thích có tay thì muốn mặc cánh tiên thì em sẽ giới thiệu mẫu cánh tiên nha. Cái này là cánh tiên nha mấy chị, cánh tiên tay hai lớp thì em cũng đã có bán qua nhiều lần rồi ha, nhưng mà dường như cái mẫu này lúc nào cũng được mấy chị thích á, trẻ trung hơn mà bạn rất là dễ thương luôn. Nhiều chị rất là thích cái kiểu cánh tiên tay hai lớp này luôn, cho nên nó là em cũng may lợi hoài ha. Thì cái này đợt này là trắng đen là nhiều, em hồi đợt rồi em quay là mấy cái chờ neo mấy cái chữ D rồi đó mấy chị, cho nên là em cũng còn ha. Chị nào ưng cái mẫu đó thì gọi cho em ha. Thì em bán trong 3 ngày này, cái đồ nào em cũng khuyến mãi hết từ đây tới ngày 19 nha mấy chị. Bữa nay là 16 rồi, 16 tháng 8 rồi, tới 19 tháng 8 ngày mình nha mấy chị. Đó thì là tầm khoảng là coi một tay ha, một tay tới ba tay là trong 3 ngày đó. Một tay đến 3 tay tháng 10 là trong 3 ngày này là em khuyến mãi nha. Còn qua thời gian này thì em hết quà nha mấy chị, cho nên là mấy chị tranh thủ gọi cho em sớm trong 3 ngày này nha. Cái này là ống túm nha mấy chị. Đây, cái này là ống túm nha, cổ vuông cánh tiên tay hai lớp, ống túm 80.000 một bộ này. 80.000 một bộ nha mấy chị, cũng vẫn là khuyến mãi y gan vậy. Nguyên cái video này nếu mấy chị mua đồ nào trong vòng 3 ngày này em cũng đều khuyến mãi, cũng đều tặng quà hết cho mấy chị, đều khuyến mãi, đều tặng quà hết trong ba bộ đồ. Thì em khuyến mãi cái áo trị giá 35.000 nha, còn 4 bộ là em khuyến mãi cái áo khoác xốp nhật trị giá 45.000 nha. Cho nên đó là còn chị nào mua áo và ba ha là mua gì miễn em cộng đơn trong cái khoảng tầm 200-300.000 trả lại thì em 200 thì em sẽ khuyến mãi cho mấy chị là một cái áo khoác bông. Còn nếu mà đơn của chị nào mà tầm 300 trở lên là em sẽ tặng cho mấy chị mấy cái áo, cho chị cái áo khoác màu hết. Nói chung là hôm nay 2-3 ngày nay là chỉ bán cho vui đó mấy chị. Rồi cái này thì em có nhiều bông nha mấy chị. Đây, cái này là tay hai lớp, tay hai lớp, cái này là đỏ ha, tay hai lớp đỏ ha. Rồi cái này là tay hai lớp trắng ha. Rồi tay hai lớp vàng nha, y gan kiểu em mặc trong người mà chỉ có khác qua văn thôi nha. Tay hai lớp vàng ha. Rồi cái này là lập thể nha, cái này là lập thể này em cũng đã bán rồi. Rồi cái này là tam giác vuông ha, bên này tròn. Nói chung là những cái bông này, những cái đồ này là em đều đã bán hết rồi. Cái này hoa mai ha, cái này chữ nâu ha, cái này là tròn nâu rồi. Nói chung là mấy cái bông này thì em đã bán hết rồi, nhưng mà em chỉ là quay lại cho mấy chị xem ha, để chị nào có thích cái mẫu tay thì lấy, rồi không thích đó thì mấy chị lấy giùm em mẫu cánh tiên ha. Tất cả mấy cái này là còn là đều cánh tiên tay hai lớp hết nha mấy chị, y như em bận trong người hết, cánh tiên tay hai lớp hết, cũng vẫn là 80.000 hết.
trong 3 ngày này là đồ nào, những cái đơn nào mà nằm trong cái tầm giá đó mấy chị mua đồ nào cũng được, tầm trong tầm giá đó là em sẽ bao ship mấy chị, em sẽ tặng quà mấy chị luôn nha. Rồi mấy chị bấm cho em cái đăng ký kênh ha, rồi mấy chị bấm cho em nút thích ngón tay quay lên nha, rồi ưng mẫu nào gọi cho em sớm để nhận được quà từ em nha. Rồi cảm ơn mấy chị nha, đã quan tâm ủng hộ video của em nha. Rồi mấy chị thấy số điện thoại của Điệp trên màn hình cũng là số Zalo của em nha mấy chị, gọi cho em nha mấy chị. Rồi bye mấy chị, hẹn gặp lại video sau nha.